Là em quen rồi, bây giờ là cứ gái đẹp. Ủa anh ơi, gái đẹp kìa kìa, gái đẹp kìa. Để em chỉ cho nhìn luôn, mít là giờ không dám nhìn. Thôi nói chung là ông sợ. Chỉ em nhìn xong lại còn cấu em nữa chứ. Hai em coi như là cưới nhau được tính bằng 2 năm 6 tháng. Và cái đêm tân hôn là rất là đặc biệt đúng không? Vì á, cô này là rất khó. Anh nghĩ là chắc các bạn là để dành cho đến đêm tân hôn đúng không? Dạ không. Để dành thì thực tế là không phải hôm sinh nhật của em nào, vợ chồng em đã trước đấy rồi. Là hôm đó em bị dụ á. Trước đám cưới mấy tháng? Khoảng hơn 2 tháng. Là hôm đó sinh nhật của anh ấy là em có làm bánh kem đi ăn để chúc mừng sinh nhật. Nhưng anh có dụ là em ơi ở đây gió lắm, thổi không được nến đâu. Em ơi đi vào đây thổi nến. Đi vào thổi nến nhưng mà thổi xong anh không ăn. Anh sẽ ăn khác. Sinh nhật hai đứa thôi. Và em bảo là ở ngoài này thì bây giờ trời sáng này thì thổi nến thì đâu có thú vị gì đâu. Thì phải có chỗ tối thì mới thổi nến được. Thì thôi em bảo là thôi thì cứ vô lại đây thì thổi nến thì có gì ấy, mà mình cùng ăn sinh nhật chung. Thì hồi đó là thứ nhất là bố mẹ em cũng thứ nhất là đem chầu cau qua rồi nên là cũng hỏi rồi nên là cũng không phải là mình quen biết thông thường thôi. Nên là lúc đấy là bánh kem thì cứ chọi nhau xong rồi nó cùng có ăn bánh kem đâu, toàn ăn theo cuối cùng. Lãng mạn quá còn gì nữa. Nhưng mà khó chịu lắm chị ơi. Sao khó chịu? Tại vì em rất là khó, em chỉ cho đi giờ đi chơi đến 10 cô rưỡi. 11 giờ là phải chở em về đến nhà. Lúc đấy này còn phải cái bánh kem này nọ rô đấy chỉ được có tiếng hơn tiếng này phải về rồi. Mà tâm lý anh bảo mới mà khó chịu lắm, một tí thế đâu có được đáng là bao nhiêu đâu. Vợ chồng em mà phải chờ đến cái hôm tân hôn là mới được về chung với nhau. Là đến hôm đấy mà có mấy hôm là vợ chồng em làm gãy cái thang giường. Được tân hôn rồi sao? Mấy hôm. Có nghĩa là lúc mua về giường về thì em là để đến đêm tân hôn, nhưng mà mấy hôm sau em phát hiện ra là gãy thang giường rồi mà không biết là gãy lúc nào. Gãy mà đến nỗi hai vợ chồng sợ quá, phải đợi bố mẹ sợ chồng phải... đi đâu không có nhà mới dám đem đi dục. Đem đi dục chứ không sợ lúc đấy em phát hiện ra thì xấu hổ lắm. Thế là phải giấu. Đấy là em nhịn biết bao nhiêu ngày tháng rồi đấy. Chứ hồi trước đi thì đâu có thời gian mấy đâu. Chế mà đúng không? Chế lắm. Anh này đi chơi với em là đi lừa đường là lựa toàn chỗ nào sóc để đi vào thôi. Lựa sóc xong rồi để đi để xe nổ xăm. Sóc để chờ. Mà xe có một cái tật là xe mà đi mà gần hết xăng không bao giờ chịu đổ. Đi qua cái xăng nhưng chơi cái xăng này nhỏ. Xin chào hai bạn. Trước tiên là xin chào anh chị. Em tên là Nguyễn Sĩ Tài. Năm nay em 29 tuổi. Quê em ở cùng với cả quê chị Hồng Vân. À Bắc Ninh hả? Dạ. Nghề nghiệp em là kinh doanh, sản xuất và bán nguyên vật liệu khẩu trang luôn á. Nhưng mà bây giờ là em đang làm việc ở đâu? Đang làm việc ở quận Bình Tân, Hồ Chí Minh. À vậy hả? Nên đầu tiên cho em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Và chào quý vị đang xem đài ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thúy Hương ạ. Em năm nay 24 tuổi ạ. Hương 24 tuổi luôn, đúng không? Dạ. Thúy Hương là chị biết rồi, đó là Thúy Cải, Thúy Hương là con họ. Con họ Bắc Ninh chúng tôi đấy. Thúy Vân, trên Thúy Cải quê thì... hương qua đi hỏi đó. Quê chị có bài hát mà quê núi sập em không có ta. Không lẽ là trên quê hương núi sập ư? Câu chuyện tình yêu của các bạn bắt đầu từ đâu? Đầu tiên là vợ em á, mẹ vợ em dẫn tới nhà em, tới chơi thôi. Nhà em là sát nhà anh của chồng em, mới biết là mẹ của chồng em với mẹ đẻ em là hàng xóm. Mới dẫn mẹ em sang để chơi, để hàn huyên với cả bà cùng quê đó. Lần đầu tiên em gặp cô này thì em có ấn tượng gì không? Mới đầu em gặp thì cũng chưa có ấn tượng gì nhiều. Sau rồi các bố mẹ rồi này anh bảo là thôi mình quen con bé đó được đấy. Thì hồi đó em cùng với em đi làm xây dựng ấy, thì em cũng ít tiếp xúc với nữ lắm. Em là em chở mẹ em qua nhà anh này thôi. Nhưng mà em có ấn tượng gì không? Dạ có. Em là ấn tượng luôn. Ấn tượng không phải ấn tượng tốt. Trên cầu thang xuống mặc cái áo ba lỗ mà sao nó lại lủng lủng vài chỗ nên cười. Xong sau đó là em cũng biết hai bên gia đình hoặc là hàng xóm nó trêu rồi. Đi về rồi xong vài hôm thế đi sang. Qua nhà em thì nhà em làm nghề mà, em làm nghề in vải. Cứ qua là cứ sấn vào tự đòi trải vải, hỏi em làm này thế nào thì là làm cùng. Từ 8 giờ đến 12 giờ đêm. Ôi nhiệt tình quá vậy. Em đi làm rồi xong tối về là em tối về cái là em tắm rửa xong ăn vụ ăn vàng xong em sang trải vải đến 12 giờ đêm xong sáng sau lại đi làm tiếp. Mưa cũng sang. Chứ không là làm không lương đúng, đúng không? Rồi đấy. Có nghĩa là một tuần hình như 7 buổi là như em qua cứ có lâu lắm có việc nghỉ bận lắm thì em mới ở nhà thôi. Còn không hầu như là qua đủ 7 buổi luôn. Chủ nhật là nghỉ là sáng ở nhà là sẽ lau dọn nhà cửa xong là chiều ăn cơm xong là chiều sang nhà em. Ăn làm xong là tối đến bữa tối lại chạy về nhà ăn cơm. Chạy nhà ăn cơm xong rồi ăn cơm xong lại chạy sang nhà em làm tiếp. Là ơi, đấy, nhiệt tình quá. Ăn cơm nhà mà vác tù và hàng xóm là ông này đây. Hay đi chơi được nhiều không? Từ đầu năm đến giữa năm là cũng ít đi chơi lắm chị. Quen khoảng độ 4-5 tháng mới được nắm tay. Chính xác là bao nhiêu lâu thì yêu nhau chính thức mà coi như là bố mẹ biết luôn?
Tại vì cứ ngày nào anh cũng qua vậy á. Thì tình dần dần hai vợ chồng bắt đầu có tình cảm, nó gọi là như một thói quen rồi. Giống như là ngày nào em cũng thấy ảnh hết chứ. Đúng rồi ạ, hôm nào mà không sang, ví dụ 8 giờ mới đi làm về đến nhà, nói là em ơi hôm nay anh mệt quá, chắc anh không sang em được đâu, thì em sẽ nhắn tin là vâng. Sau đó để điện thoại một chỗ, em không nói gì hết. Ví dụ bình thường em nhắn tin á, mà hôm trả lời tấp lập lắm. Hôm nào mà khi em kêu mệt không sang được đâu, nhắn tin là má không trả lời luôn. Thế là em phải mò sang. Còn là phải câu như bẩn cỡ nào cũng phải mò sang. Em nhắn tin tiếp mà không thèm trả lời luôn. Thế là xong là lại phải thôi sang, phải nhớ lại sang. Nhưng mà đến là nhớ mới sang chứ em đâu có làm gì đâu, em cũng trả lời là vâng rồi. Thế là anh nhớ quá anh sang, anh thiệt chứ anh kêu ai. 4 tháng nào mà lấy yêu, được đâu 2-3 tháng sau thì em bảo là bố mẹ em đem chầu cao xăng luôn. Này thế nào các bố mẹ em á, thì có ngày đến tận tháng 12 cơ. Mà tâm lý là bây giờ lâu quá em chịu không nổi, bây giờ không làm chịu nổi, tại vì nó không cho nắm tay, không nắm gần chân, nó lại bắt nhịn đúng không? Tháng 12 đến cột âm cột dương, gần là sang tới tháng 1 là mà vợ chồng em là đăng ký kết hôn đó, là vào 20 tháng 10, 28 tháng 1 cưới là mới đưa vợ em về. Mà lúc đấy khó chịu, tâm lý khó chịu lắm, trời ơi, đi mà bây giờ cứ cắt giờ phải về, khó chịu lắm. Không những cái ngày cuối là anh ấy tấn công rất là ác. Anh gọi điện là em ơi hôm nay tối em có làm không, thì em bảo là không, em không có làm đâu. Hôm nay anh phải tăng ca rồi, chắc anh không về được. Vâng, anh tăng ca đi. Thế nghĩ thế nào, đến lúc tối lại thôi bỏ tăng ca lại về nhà. Sợ em ở nhà rảnh rỗi, thế nào lại về chở em đi chơi. Đến lúc tổ chức đám cưới rồi, là hai vợ chồng viết thiệp đi mời đám cưới. Là chồng em rất có duyên, chồng em dẫn em đi mời bạn đi đám cưới. Nhưng mà vừa mời bạn xong ra cửa, em ơi, bé này ngày xưa thích anh đó. Là một rồi cái bốt liền. Không ạ, em để ghim đó. Cưới nhau về rồi, hai vợ chồng đi ăn súp cua ở cái đường đó. Em ơi, đường này đồ ăn ngon lắm, ngày xưa con bé bạn học kia, mày cứ nó cũng thích anh đó. Ở ngay đây này, trời ơi, ăn hết lỗi luôn nhưng mà em ghim. Rồi giờ đi về đến nhà. Hai lần, giờ lấy nhau về rồi. Anh, ngày xưa anh thích cô đó hả? Một chứ không, nó thích anh mà. Ừ, nó thích. Thế anh có rủ nó đi đâu chơi chưa? Có đi uống nước không? Em là em nói rất nhẹ nhàng, em khơi cho hết, khơi ra bằng hết, lúc khơi hết rồi em mới xử. Ngày xưa dám thế này à, em mới nhéo, mới như thế này, em mới... Lúc bắt đầu em moi này, em moi rất nhỏ nhẹ thôi, nhưng mà sau moi hết rồi em mới xử lúc từ xử từ. Thì xử mặn. Vợ em cứ bảo là anh có cái gì xấu em hay thành thật khai hết đi. Thế là em cũng thật thà em khai hết rồi. Rồi bây giờ cưới nhau về rồi lâu lâu có bị hớ không? Thỉnh thoảng cứ gài gài chuyện cũ, hôm nào mà chồng không có việc gì. Ông ấy có tật mê gái. Ông ấy có tật mê gái. Là gái đẹp mới đi qua là kiểu gì cũng phải nhòm phát, kiểu gì cũng phải nhìn phát. Nên là em quen rồi, bây giờ là cứ gái đẹp, ủa anh ơi, gái đẹp kìa, gái đẹp kìa, để em chỉ cho nhìn luôn, mít là giờ không dám nhìn. Thôi nói chung là ông sợ. Chỉ em nhìn xong lại còn cấu em nữa chứ. Hai em coi như là cưới nhau được tính mà hai năm sáu tháng. Và cái đêm tân hôn là rất là đặc biệt đúng không? Vì á cô này là rất khó, anh nghĩ là chắc các bạn là để dành cho đến đêm tân hôn luôn. Không, dạ không để dành thì thực tế là không, với hôm sinh nhật của em nào vợ chồng em đã trước đấy rồi. Là hôm đó em bị dụ á. Trước năm cưới mấy tháng? Khoảng hơn 2 tháng. Là hôm đó sinh nhật của anh ấy là em có làm bánh kem đi ăn để chúc mừng sinh nhật. Nhưng anh có dụ là em ơi ở đây gió lắm, thổi không được nến đâu. Em ơi đi vào đây thổi nến. Đi vào thổi nến nhưng mà thổi xong anh không ăn. Anh sẽ ăn khác. Sinh nhật hai đứa thôi. Và em bảo là ở ngoài này thì bây giờ trời sáng này thì thổi nến thì đâu có thú vị gì đâu. Thì phải có chỗ tối thì mới thổi nến được. Thì thôi em bảo là thôi thì cứ vô lại đây thì thổi nến thì có gì ấy, mà mình cùng ăn sinh nhật chung. Thì hồi đó là thứ nhất là bố mẹ em cũng thứ nhất là đem chầu cau qua rồi nên là cũng hỏi rồi nên là cũng không phải là mình quen biết thông thường thôi. Nên là lúc đấy là bánh kem thì cứ chọi nhau xong rồi nó cùng có ăn bánh kem đâu, toàn ăn theo cuối cùng. Lãng mạn quá còn gì nữa. Nhưng mà khó chịu lắm chị ơi. Sao khó chịu? Tại vì em rất là khó, em chỉ cho đi giờ đi chơi đến 10 cô rưỡi. 11 giờ là phải chở em về đến nhà. Đi. Lúc đấy này còn phải cái bánh kem này nọ rô đấy chỉ được có tiếng hơn tiếng này phải về rồi. Mà tâm lý anh bảo mới mà khó chịu lắm, một tí thế đâu có được đáng là bao nhiêu đâu. Vợ chồng em mà phải chờ đến tới hôm tân hôn là mới được về chung với nhau. Là đến hôm đấy mà có mấy hôm là vợ chồng em làm gãy cái thang giường. Được tân hôn rồi sao? Mấy hôm? Có nghĩa là lúc mua về giường về thì em là để đến đêm tân hôn, nhưng mà mấy hôm sau em phát hiện ra là gãy thang giường rồi mà không biết là gãy lúc nào. Gãy mà đến nỗi hai vợ chồng sợ quá, phải đợi bố mẹ sợ chồng phải... đi đâu không có nhà mới dám đem đi dục. Đem đi dục chứ không sợ lúc đấy em phát hiện ra thì xấu hổ lắm. Thế là phải giấu. Đấy là em nhịn biết bao nhiêu ngày tháng rồi đấy. Chứ hồi trước đi thì đâu có thời gian mấy đâu. Chế mà đúng không? Chế lắm. Anh này đi chơi với em là đi lựa đường là lựa toàn chỗ nào sóc để đi vào thôi. Lựa sóc xong rồi để đi để xe nổ xăm.
Xong đến cho mà xe có một cái tật là xe mà đi mà gần hết xăng không bao giờ chịu đổ, đi qua cây xăng nhưng chưa cái xăng này nhỏ và đi tiếp luôn này, ôi quên không đổ xăng rồi đi qua. Mà may sao mà chúng em quen nhau một năm mà xe đi lúc nào đi cũng trong tình trạng hết xăng, mà may là chưa bao giờ phải dắt bộ. Em toàn dọa là nếu mà phải dắt bộ là em ngồi trên xe mà anh đẩy đó. Thôi bây giờ là sẵn đây nói luôn tật xấu đi, từ lúc cưới về tới bây giờ là anh ấy bao nhiêu tật xấu lòi ra? Ngày xưa là chiều chuộng em nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn, đi chơi đúng không? Dạ. Bây giờ bớt chiều rồi, chiều bớt lại rồi giờ thì... bây giờ cũng bớt chiều lại rồi à. Tại vì bây giờ là chúng em mở nghề ra nó cũng nuôi vô công việc lắm, cũng không có thời gian để thế. Áp lực đè lên chồng em thì chồng em lại em lại có con nhỏ nên nhiều khi thành ra hai vợ chồng hay cãi nhau. Thời gian này vợ chồng em mở cái xưởng thêu, em vừa buôn bán khẩu trang nguyên vật liệu, em lại còn có một xưởng thêu nụa quần áo trẻ em nữa, người lớn nữa. Vậy cũng không phải là tật xấu. Có mê em không? Có mê cái gì ngoài vợ không? Hay ghen. Hay ghen. Trời ơi, ví dụ như em mà đi ra ngoài em có bộ đồ mới hoặc là em trang điểm một tí là đi ra ngoài là em đi đâu vậy? Em đi một mình hả? Đi ra ngoài không có được nhìn người khác nha, không được nhìn thằng khác nha. Lúc nào vợ đi ra ngoài là cũng đe câu là không có được nhìn thằng khác nha. Em chỉ trêu là đi ra ngoài có chồng mới được mặc váy ngắn. Em mà đi một mình là không cho em mặc váy, phải mặc quần, phải mặc áo khoác. Mà còn có chồng thì được. Có chồng thì mặc cái gì cũng được, đi đâu cũng muốn rủ vợ theo hết. Em đi đâu là hai vợ chồng cũng tắm còn tắm chung. Rất là hay giận. Ngày xưa hai vợ chồng mới lấy nhau về mà em ở nhà thì em tắm trước, đi về hỏi em tắm chưa, em tắm rồi, thế là giận. Giận vô cỡ ngay và liền. Giận luôn. Rồi ở nhà có chăm con không? Có chăm con nhưng anh có cái tật anh hay cắn lắm. Ngày xưa em hay cắn anh, bây giờ lấy nhau về em không cắn hơn, bây giờ anh chuyển ra anh cắn em. Anh cắn em xong anh cắn con mà đến nỗi con nó sợ nó không muốn chơi với anh luôn á. Em hay me mông nuôi con vào mông hết, thấy mông cưng quá là cứ về là cứ thích cắn mông không à. Ông ấy cắn mông con ông mà mẻ răng luôn á, thật sự mà nói á. Rồi em muốn chồng em thay đổi cái gì không? Em muốn chồng em nắng mạng hơn một xíu, chiều em hơn một xíu chiều và... Giống như hồi xưa phải không? Dạ, thỉnh thoảng thì em muốn thay đổi chồng em là ít bớt chơi game lại. Tại vì bé nhà em đang trong cái tầm tuổi mà nó học hỏi, nó quan sát. Mấy tuổi? Nó được gần được 2 tuổi ạ. Hai vợ chồng cùng chỉ bảo con, cùng dạy con thì nó sẽ có cái tình cảm với ba nhiều hơn. Thay vì ba dọa cắn nó thì ba hay dạy nó nhiều hơn. Ba dọa cắn là nó chạy đi mất tiêu chứ nó không có gần ba. Rồi giờ tới em đó, thì cô nào? Ấy có tật xấu gì? Vợ em này tật xấu, trước thì bát đũa là tinh tươm lắm. Lâu ngày sinh ra cái tật là chén bát là toàn để đến hôm sau mới rửa. Bát đũa rồi quần áo thì ví dụ như là giặt xong thì hôm nay giặt là mai mới phơi. Em đánh giá là vợ em là chăm con cẩn thận. Còn gì nữa không? Chu đáo rồi. Ngày xưa bầu đánh giấm thối kinh khủng. Trời ơi, vô trong mà cái nhà tắm ạ. Mà bà làm 5 quả trong đó mà hai vợ chồng em tắm chung. Thôi rồi em chết sặc luôn, mà em muốn chui ra bà đâu cho chui đâu. Bà chốt rồi bà căn cửa bà không cho em ra. Trời ơi, em ở trong đấy là có nghĩa là nó không quay đi đâu được, nó không bay gần đi được. Chết sặc. Cái không gian nó rất là nhỏ. Vâng, không gian rất là nhỏ, không bay đi đâu được. Em bảo là thế này, cái lần này chắc phải nhắc đến già đấy các đời các cháu thôi. Chứ không này sợ lắm. Rồi giờ nhân đây thì mong muốn thay đổi điều gì? Thì em chỉ mong muốn là vợ em này là nhất này yêu thương chồng nhiều hơn. Mới lại bát đũa thì ăn xong thì rửa liền, quần áo thì phơi liền thế thôi. Nghĩa là làm còn gì là làm hết luôn, làm hết không luôn, có để dở không, dàng. Không để dành việc thế thôi. Còn mọi thứ thì nói chung là em tật xấu khác thì em cũng chịu được, kể cả vấn đề mà thả bom này em cũng quen được. Thả bom thì không sửa được, coi như cái cơn lên mà không. Bây giờ em bớt lại rồi, bây giờ em không nữa mà bây giờ thành chồng em. Lây đó, em với con em đã đang nằm trong phòng cùng chồng em, xong rồi đắp chăn mà chồng em đã thả nhưng mà thả xịt, xong rồi hãy tức là một cái là bom bi, cái bom B52, nói chung là bom nào cũng là bom, sợ quá. Không, nói nghe nè, chắc là em mệt cái gì em mới không có phơi liền hay là rửa chén đúng không? Dạ chứ là con gái con nên là đảm lắm. Nhiều hôm mà cho con đi ngủ xong cái em mệt quá em nằm ngủ mất tiêu không biết luôn á. Là thành ra công việc này để sáng sớm hôm sau là khi mà chồng em với con em vẫn còn ngủ là em sẽ xuống em dọn. Thì chồng em là không muốn là sáng sớm xuống dọn, là chồng em là muốn là phải dọn ngay để sáng hôm sau thì ví dụ cả nhà hai vợ chồng cùng dậy á, thì sáng sớm mới này em xuống dọn thì còn chồng với con thì chồng ngủ dậy không thấy vợ thì khó chịu đúng không? Có cái tật nữa là ngủ lúc nào cũng bắt em phải gác. Gác mới ngủ được, còn em mà không gác là không ngủ được. Thành ra là một năm, hai năm trời là thành ra tạo cho em cái thói quen là bây giờ hai vợ chồng mà có cự lộn cãi nhau á, mà đêm em không gác này em ngủ không ngon. Em cứ quay ra vào một ông này thì ngay ngay ngủ luôn, ông này ngủ luôn. Nhưng mà em thì lại không gác không chịu được nữa rồi. Bây giờ thành em không quen rồi. Có nghĩa là em chỉ thích vợ em gác thôi.
nghĩa là hai vợ chồng ngủ là phải gác hoặc ôm nhau. Em nhưng mà con em là nó ngủ riêng hay là ngủ chung? Con em ngủ chung với hai ngủ vợ chồng luôn. Chung coi nào, em gác lộn qua nó không? Dạ không ạ, bé là nằm một nửa giường còn hai vợ chồng, nhiều khi đó em nằm gì xong em đẩy chồng em ra xuống đất luôn. Vợ nó mệt quá thì thôi mình dốn cho vợ. Chồng em rửa xong em vẫn phải rửa lại à, nên là thôi em rửa. Để luôn đi. Còn đồ thì không phơi nó bị hôi, giặt nó không có thơm, vậy thôi. Dạ. Cái đồ quần áo thì là chỉ có hại cho mình thôi, có là mai nó không có thơm thôi. Dạ. Còn chén đũa thì dốn phải được thì dốn. Giải quyết luôn. Dạ. Gớm cả đêm ông lên ông la ông liếm sợ lắm. Dạ. Đúng không? Dạ. Thế thôi. Qua chương trình thì vợ chồng em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến bố mẹ hai bên. Khi mà vợ chồng con mới lấy nhau thì cũng có cháu sớm nên là cũng có nhiều cái hay bị lục đục. Hai vợ chồng hay cãi nhau thì khiến bố mẹ cũng hơi buồn và vất vả, thì vợ chồng con cũng xin lỗi bố mẹ và sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn và để chăm cháu tốt hơn, để hai vợ chồng hạnh phúc, để bố mẹ không phải lo lắng. Con muốn thông qua chương trình con gửi lời cảm ơn người mẹ đã sinh ra con yêu thương mẹ nhiều lắm. Con chỉ muốn nói về một điều là mẹ ơi, con mãi mãi vẫn là con ngoan của mẹ. Con không phải để cho mẹ suy nghĩ nhiều về con. Trời, cảm ơn tụi em cảm nhiều nha. Cảm ơn hai em nhiều. Chúc tụi em hạnh phúc hoài nha. Dạ.